Đời sống thú vị xin chào các bạn. Hôm qua cãi nhau với vợ nên vẫn còn đang bực mình, nhưng mà công việc nên hôm nay vẫn phải dậy để đi làm, trong người rất khó chịu bởi vì công việc. Chắc chúng ta ai cũng thế thôi, miếng cơm mà nhào vẫn phải ra được. À, nhưng mà ta đang mang cái nỗi bực mình ở nhà đi ra đường. Đi ra khỏi nhà được một đoạn thì bị chiếc xe té nước bẩn vào, thật là khó chịu, càng điên tiết. Rồi ta lại làm gieo thêm cái nỗi bực mình ở trong người nữa. Rồi đi bị kẹt xe nữa, thì muộn giờ làm rồi mà kẹt xe thì thật khó chịu quá. Đến công ty thì sếp là mắng sao lại tới muộn công việc, rồi là đủ các thứ ở trong công ty, nào là công việc chưa giải quyết được, nào là đồng nghiệp mà không thông cảm, đủ các thứ, rất là khó chịu. Ta đang cứ mang nỗi khó chịu lên trên người và tan tầm trở về. Từ công ty đi về thì buổi chiều lại càng kẹt xe hơn, càng gây cho sự khó chịu nữa. Thật là một ngày đầy dậy những khó khăn, khó chịu, một ngày xui xẻo. Chịu vẫn cứ đeo bám ta trên đường về nhà. Ta nhìn cảnh vật cũng không còn thấy hứng thú nữa. Đây là giờ ta về nhìn thấy con chó, ta cũng nổi điên lên với nó. Dù rằng nó có tội tình gì đâu, nhưng mà ta đang cứu mang quá nhiều nỗi khổ nên như vậy. Thật là tội nghiệp cho con chó. Và cuối cùng cũng đến giờ đi ngủ. Ta vẫn mang theo một mớ hỗn độn gây cho ta sự khó chịu. Hy vọng rằng lên giường nó sẽ làm tiêu tan đi mọi thứ. Rồi, chui vào mồm và nằm xuống. Hy vọng sẽ tận hưởng được một giấc ngủ ngon lành. Biết là có được như vậy không? Nằm xuống thoải mái quá, nhưng mà vẫn trằn trọc không ngủ được. Trong người vẫn thấy bứt rứt thế nào. Vắt tay trên trán suy nghĩ, lăn qua lăn lại. Như thế nào? Đứng lên ngồi xuống, lại nằm ra, chỉ mong được một giấc ngủ ngon lành. Và cuối cùng giấc ngủ cũng tới, đưa ta đi. Nhưng rồi giờ làm cũng đã tới và bạn phải dậy để đi làm. Bạn vẫn mang theo tất cả những nỗi bực mình, những nỗi khổ từ hôm qua. Nếu như mà ta kêu mang tất cả những cái làm ta khó chịu ở trên người thế này thì ta ăn không ngon, ngủ không yên. Có phải rằng là tự ta mang vào không? Đấy, các bạn thấy minh họa ở trong cái video này, các bạn thấy đấy, ta đeo hết vào người là do ta chứ không phải do ai cả. Này thì bạn cảm thấy rất khó chịu đấy, cực kỳ khó chịu luôn như thế này.
đó. Nhưng mà cách tốt nhất ấy, để nhận ra cái sự khó chịu đấy là như này, này. Chẳng hạn như là bạn thấy một hoàn cảnh nào đó, một tình huống nào đó mà bạn thấy khó chịu một cái, đó. Thì là lúc tốt nhất để bạn nhận ra là cái sự khó chịu ở trong người. Thì như này, nhận ra thì bạn xem nó đang khó chịu ở cái gì thì bạn bỏ ra. Đó là cơ hội tốt nhất để bạn nhận ra và bạn bỏ xuống. Đó. Khi bạn bỏ ra, bạn sẽ thấy rất nhẹ nhõm. Đó là cái cơ hội. Chúng ta sẽ rất thoải mái. Đó. Thế nhưng bạn nên nhớ là có những cái á, đấy, tức là ta đã đeo nó lâu lắm rồi, nó như cái áo ở trên người chẳng hạn. Đó. Nếu như không có những cái tình huống khó chịu ở bên ngoài, khó chịu vô cớ, ta sẽ không nhận ra được ta đang cưu mang cái gì. Đó. Vậy nên cái lúc mà bạn cảm thấy khó chịu ở một cái gì đó này, là cái cơ hội tốt nhất để bạn nhìn vào bên trong mình, xem mình đang cưu mang nỗi khổ nào. Đó. Khi nhận ra này, thì chúng ta có quyền bỏ nó xuống, buông nó ra. Đấy. Bởi vì không ai giúp bạn được cả. Bạn đeo vào. Đó. Thì bạn là người có quyền buông nó ra. Đó. Cứ buông hết tất cả mọi thứ ra. Đấy. Những cái thứ gây cho chúng ta cái đau khổ đó. Đấy. Là tự nhiên chúng ta cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy yêu đời, cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều tuyệt vời cả. Thì qua cái minh họa này á, tôi rất mong rằng là các bạn hình dung ra chúng ta đang cưu mang cái nỗi khổ như thế nào. Đó. Và ta có quyền buông bỏ cái nỗi khổ đó để ta tận hưởng cuộc sống này. Bởi vì mỗi người đi qua cuộc đời này chỉ một lần. Mỗi một bước chân, mỗi một hành động, mỗi một ngày trôi qua, chúng ta không bao giờ lấy lại được. Chúc bạn và gia đình được bình an và hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã theo dõi.